Minasan konnichiwa, Cosmos Nozung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần danh từ D từ số 941 đến 950 nha các bạn. Và đó là các từ như wa. Từ wa, wa đây là thể hiện là vòng. Vòng. Tiếp tục là dekoboko, đó là cái sự lồi lõm ổ gà. Đường Việt Nam thì rất nhiều dekoboko. Ato là dấu vết. Dấu vết. Và có dấu vết rồi thì cảnh sát rất mất thêm mất ít thời gian để có thể tìm kiếm được. Noritsu thì sẽ nâng cao cái năng suất tìm kiếm. Và seno là tính năng của máy móc chẳng hạn. Engine no seno ga ii chẳng hạn. Sousa đó là thao tác, ví dụ như là robot sousa suru. Tiếp theo là haki là phát huy những cái điểm tốt của mình. Choten đấy là cái đỉnh hoặc cái điểm. Yama no choten ni tatsu, nghĩa là tôi đứng trên đỉnh điểm của núi, nghĩa là đỉnh núi. Shuhen là vùng xung quanh. Và đó là các từ mới có trong bài ngày hôm nay. Chúng mình cùng nhau lần lượt tìm hiểu từng từ một nhé. 941 wa. Luân, cái vòng, vòng tròn. Nihon deva oyayubi to hitosashiyubi de wa o tsukuru to OK no sign ni naru. Ở Nhật Bản, nếu ra hiệu vòng tròn bằng ngón tay cái và ngón trỏ thì có hàm nghĩa là OK. Wa ni natte odoru. Chúng tôi tạo thành một vòng tròn rồi cùng nhau nhảy. Cụm từ hay dùng. Wa ni naru. Tạo thành vòng. Wa o tsukuru. Làm thành vòng. Từ ghép. Yubi wa. Nhẫn. Hana wa. Vòng hoa. Wa gomu. Vòng cao su. 942. Dekoboko. Lồi lõm, mấp mô. Dekoboko no tochi o taira ni suru. Làm phẳng đất lồi lõm. Kono michi wa dekoboko shite. この道はデコボコしていて走りにくい。Con đường này mấp mô nên rất là khó chạy. Cụm từ hay dùng. デコボコがある。Có lồi lõm ở. Từ liên quan. へこみ。Lõm. でっぱり。Nhô ra. 943. あと。Tích. Dấu vết. Vết tích. Ý nghĩa thứ nhất. 道路にタイヤの人が歩いた跡がある。Có dấu vết của bánh xe. Vết người đi trên con đường.背中に手術の跡が残っている。Có vết sẹo của phẫu thuật trên lưng. Từ ghép. 足跡。Dấu chân. 傷跡。Sẹo. 白跡。Di tích lâu dài, từ liên quan. 筆跡。Bản viết tay, bút tích. Ý nghĩa số 2. あの学生は作文がうまくなった。努力、進歩の跡が見られる。Sinh viên kia viết bài luận tốt hơn trước, có thể thấy dấu hiệu của sự nỗ lực, tiến bộ.944. 手間。Thủ gian. Công sức. Thời gian. 和食を作るのは手間がかかる。Việc nấu đồ ăn Nhật tốn thời gian và công sức. この子は手間のかからない育てやすい子だった。Đứa trẻ này dễ nuôi, không tốn công sức. ノーアイロンの生地が増え、アイロンをかける手間が省けた。Việc có nhiều chất vải không cần dùng đến bàn là đã giúp giảm bớt thời gian là ui. Cụm từ hay dùng. 手間がかかる。Tốn thời gian công sức. 手間をかける。Làm mất thời gian công sức. 手間が省ける。Tiết kiệm thời gian công sức. 手間を省く。Giảm mất thời gian công sức. Từ ghép. 手間暇。Thời gian công sức. 片手間。Công việc lặt vặt. 二度手間。Mất công sức gấp đôi. 945. 能率。Năng suất. Năng suất hiệu quả. Hiệu suất. 仕事の能率を上げよう。Cố gắng nâng cao hiệu quả công việc nào. 3 人でバラバラに仕事をするのは能率が悪い。Ba người làm việc riêng sẽ khiến cho năng suất kém. Cụm từ hay dùng. 能率がいい、能率が悪い。Năng suất tốt, năng suất kém. 能率が上がる。Năng suất được nâng cao. 能率を上げる。Nâng cao năng suất. Từ ghép. 能率的な。Năng suất hiệu quả, ví dụ. 能率的なやり方。Cách làm hiệu quả.非能率的な。Không năng suất, không hiệu quả. Từ liên quan. 効率。Hiệu suất, năng suất. 946. 性能。Tính năng, tính năng. この車はエンジンの性能がいい。Cái xe này có tính năng của động cơ rất tốt. 今のパソコンは5年前のものと比べると相当性能が高まっている。Máy tính bây giờ nếu so sánh với loại của 5 năm trước thì tính năng cao hơn. Cụm từ hay dùng.性能がいい、性能が悪い。Tính năng tốt, không tốt. 性能が高い。Tính năng cao. 性能が高まる。Tính năng được nâng cao.
性能を高める。nâng cao tính năng. 性能が優れる。tính năng ưu việt. từ ghép. 高性能な。tính năng cao. từ liên quan. 能力。năng lực. 機能。chức năng, tính năng, cơ năng. 947. 操作。thao tác, vận hành, sự vận dụng khéo léo. ý nghĩa thứ nhất. 機械を操作する。vận hành máy móc. ロボットを操作する。vận hành robot.このおもちゃはリモコンの操作で動く。Đồ chơi này hoạt động thông qua các thao tác trên điều khiển từ xa. Từ ghép. 操作ミス。Lỗi thao tác. 遠隔操作。Thao tác từ xa, từ liên quan. 運転する。Lái xe. 操る。Vận hành, điều khiển. Ý nghĩa số 2. 遺伝子を操作して新しい品種のバラを作った。Tôi đã tạo ra được giống hoa hồng mới bằng công nghệ gen. Từ ghép. 遺伝子操作。Công nghệ gen.意味 3. この病院は医療ミスを隠すためにカルテを操作していた。Bệnh viện này đã tiến hành những thao tác trên sổ y bạ để che giấu những sai sót trong y tế. 948. 発揮. Phát huy, phát huy. 日本チームは実力を発揮して優勝した。Đội Nhật Bản đã phát huy thực lực và giành chiến thắng. 新社長は指導力を発揮して会社を立て直した。Giám đốc mới đã phát huy khả năng lãnh đạo và xây dựng lại công ty. 949. 頂点. Đỉnh, đỉnh cao. Chữ đính và chữ điểm. 三角形の頂点. Đỉnh cao. Đỉnh của tam giác. 試合の興奮は頂点に達した. Sự hưng phấn của trận đấu đã đạt đến đỉnh điểm. 山の頂点に立つ. Đứng trên đỉnh núi. 彼はついに経済界の頂点に立った.Cuối cùng, anh ấy đã đứng trên đỉnh cao trong giới kinh tế. あのグループは今、人気の頂点にある。Nhóm đó bây giờ đang được hâm mộ nhất. Cụm từ hay dùng. 頂点に立つ. Đứng trên đỉnh. 頂点に達する. Đạt tới đỉnh điểm. 頂点に上り詰める. Leo lên đến đỉnh. Từ liên quan. 頂上. Đỉnh chóp phần cao nhất. 山頂. Đỉnh núi. いただき. Đỉnh chóp núi. てっぺん.Đỉnh ngọn trọng. 950. 周辺. Chu biên, vùng xung quanh. 山火事が起こり、周辺の住民たちは避難した。Hỏa hoạn trên núi xảy ra khiến người dân xung quanh phải đi lánh nạn. 大都市周辺の町は多くがベッドタウンになっている。Nhiều thị trấn ở quanh thành phố lớn trở thành khu dân cư. Từ cùng loại. 周り. Xung quanh. 周囲. Xung quanh, khu vực xung quanh. あたり.Khu vực xung quanh, khu vực lân cận. Từ liên quan. Phụ cận. Phụ cận, gần. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau điểm lại các từ mới có trong bài nào. Wa. Dekoboko. Ato. Tema. Noritsu. Seno. Sousa. Haki. Chōten.Và cuối cùng đó là siêu hình. Đó là các từ mới có trong bài ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn đã có thể ghi nhớ tốt hơn các từ mới này. Đừng quên ghi nhớ Hán Việt kèm theo với các từ này nhé. Chúc các bạn luôn có những giây phút học tập thật thú vị cùng với Học Tiếng Nhạc Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. Gosecho, arigatou gozaimashita.